quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Chính quyền Ukraine có ý định chuẩn bị cơ sở cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra với Nga vào mùa thu năm nay 2024. Tờ Kyiv Independent dựa trên một nguồn tin thân cận với ông Zelensky cho biết, Ukraine đang tìm kiếm cơ hội để bắt đầu một cuộc đàm phán với Moscow và thảo luận về cuộc trao đổi tù binh theo nguyên tắc tất cả đổi tất cả. Nguồn tin cho biết, Ukraine cũng có kế hoạch đàm phán về an ninh lương thực và hạt nhân. Các nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng cho biết rằng Kyiv muốn bắt đầu đàm phán với Moscow sau khi lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu hoạt động tại khu vực Kursk của Nga. Ukraine muốn tổ chức đàm phán với Nga theo hình thức gián tiếp thông qua các bên trung gian. Ấn phẩm lưu ý rằng chính quyền Ukraine đang lựa chọn hình thức thỏa thuận ngũ cốc với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ. Vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, tờ The Washington Post đã viết rằng các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk được cho là đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán bí mật giữa Moscow và Kyiv tại Qatar về lệnh ngừng bắn một phần. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng các báo cáo về việc Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian chỉ là tin đồn. Một hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ viện trợ cho Kyiv đã nổ tung vì trúng tên lửa đạn đạo Iskander của Nga ở vùng biên giới Sumy của Ukraine. Cụ thể, ngày 15 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video do máy bay không người lái UAV quay, cho thấy một hệ thống HIMARS M142 của Ukraine đang bắn tên lửa từ một con đường ở Sumy. Sau đó, kíp điều khiển đã cho tổ hợp pháo phản lực di chuyển xuống cuối đường và tiến vào rừng, dường như để nạp đạn. Chỉ trong vài phút, một tên lửa đạn đạo Iskander của Nga tấn công vào rừng, phá hủy bệ phóng HIMARS M142 của đối phương. Video cũng cho thấy các vụ nổ thứ cấp của đạn dược HIMARS. Đài RT trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ tập kích trên đã phá hủy bệ phóng, một bệ nạp 6 tên lửa và 2 xe phục vụ của đơn vị pháo binh Ukraine. HIMARS M142 được lắp trên khung gầm xe tải và có thể bắn hàng loạt tên lửa có dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS, bom máy bay đã chuyển đổi hoặc tên lửa đạn đạo ATACMS tầm xa. Theo thông tin do Lầu Năm Góc công bố, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine ít nhất 40 bệ phóng HIMARS loại này. Sự vụ diễn ra trong bối cảnh Kyiv đã cử hàng nghìn quân từ vùng Sumy đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Theo Moscow, động thái nhằm làm giảm bớt áp lực ở mặt trận miền Đông Donbass và giành lợi thế mặc cả với Nga. Các lực lượng Moscow đã đáp trả bằng không kích và pháo kích dữ dội nhằm ngăn chặn đà tiến và đẩy lui đối phương khỏi lãnh thổ Nga. Trong nỗ lực nhằm thay đổi lợi thế trên chiến trường, Ukraine đang phát triển các đội thiết bị không người lái trên mặt đất UGV mới với hy vọng có thể giúp quân đội giành ưu thế trước Nga. Ông Rutland, một chuyên gia quân sự Ukraine, là một trong những người đầu tiên điều khiển UGV Raytheon S trong vùng xung đột. Ông cho biết rất khó để có thể gây nhiễu UGV hay còn gọi là robot mặt đất. Bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy bay không người lái UAV. Các UAV góc nhìn thứ nhất, FPV, nổi tiếng hơn cả khi giúp Nga và cả Ukraine tiến hành trinh sát cũng như tấn công đối phương. Ngoài ra, các xuồng không người lái hải quân USV của Ukraine cũng trở thành vũ khí quan trọng gây tổn thất nặng nề cho hạm đội biển đen của Nga hoạt động ở trong và xung quanh bán đảo Crimea. Dù UGV hiện thu hút ít sự chú ý hơn, nhưng nó lại là thị trường phát triển mạnh mẽ, được cả Nga và Ukraine chú trọng. Bà Natalia Kuznetsova, giám đốc điều hành tại Cụm Công nghiệp Quốc phòng Ukraine Primod, nhận định rằng, chúng tôi xem UGV là nhân tố tiếp theo làm thay đổi tình hình của xung đột. Ông Rutland cũng đồng tình với nhận định trên và nhấn mạnh rằng, UGV chắc chắn là rất quan trọng. Theo ông Samuel Bendet tại Tổ chức Phi lợi nhuận chuyên nghiệp nghiên cứu và phân tích CAN có trụ sở tại Washington, điều quan trọng là UGV có khả năng chống lại tình trạng phá sóng cũng như tác động từ UAV Nga. Chia sẻ với hãng tin Newsweek, ông Paul Van Hoff, nhà nghiên cứu hàng đầu về quốc phòng và an ninh tại chi nhánh châu Âu của Tổ chức Nghiên cứu REN, cho rằng tín hiệu được gửi từ người điều khiển tới UAV trên không có thể bị chặn từ mọi hướng xung quanh, nhưng UGV lại thường được sử dụng trong tầm nhìn, do đó việc gây nhiễu cho UGV trở nên khó khăn hơn, do thiết bị gây nhiễu phải nằm ở điểm giữa người điều khiển và UGV. Tuy nhiên, hạn chế của UGV là phạm vi hoạt động, tín hiệu truyền từ người điều khiển đến thiết bị cũng sẽ bị tác động bởi các yếu tố tự nhiên như là địa hình, đồi núi, cây cối hoặc mương rãnh. Các chướng ngại vật trên đường cũng có thể cản bước tiến của UGV gắn bánh xe hoặc bánh xích. Mục đích chính của quá trình phát triển UGV là tránh phải sử dụng con người trong những tình huống nguy hiểm nhất. Chúng được thiết kế để tấn công các mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ hậu cần và sơ tán nhân viên bị thương. Bà Kuznetsova tiết lộ, các lực lượng quân sự Ukraine đã tích cực sử dụng UGV. Theo giới chức Ukraine, cho đến nay, robot Volia E của Kyiv đã sơ tán được hơn 100 binh sĩ Ukraine bị thương hoặc thiệt mạng, trong khi UGV Raytheon S đã làm nổ tung một cây cầu ở khu vực phía đông Donetsk, nơi đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hậu cần của Nga dọc theo tiền tuyến.
nhiều cơ sở Ukraine đang mở rộng quy mô hoạt động để sản xuất thêm UGV. Riêng cụm công nghiệp quốc phòng Brave 1 hiện có 240 thiết kế đã đăng ký với hơn 160 nhà sản xuất Ukraine tham gia. Ngoài ra, Kiev cũng đang theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển UGV của Nga để triển khai các biện pháp đối phó hiệu quả, cũng như tăng khả năng cho chính các UGV của nước này. Các thiết kế của Ukraine bao gồm UGV trang bị súng máy hoặc UGV cảm tử như Raytheon-S. Bên cạnh đó, Ukraine còn sử dụng một phiên bản khác là Raytheon-H để vận chuyển nhiều binh sĩ bị thương cùng một lúc. Trong khi đó, Nga có nhiều mẫu UGV gần giống với các thiết kế mà Ukraine theo đuổi như Marker, trang bị công nghệ AI và các UGV này được cho là chủ yếu hữu ích cho công tác hậu cần. Gần đây, Nga cũng đã trình làng mẫu UGV mới giống hình con nhện để có thể di chuyển trên các địa hình hiểm trở hơn và được trang bị hai súng máy. Ông Rutland thừa nhận các UGV của Nga cũng khó bị Ukraine gây nhiễu hơn so với UAV mà các lực lượng của Moscow vẫn dùng. Trên thực tế, UGV có thể mang theo nhiều chất nổ hơn so với FPV. Khi hai thiết bị này cùng được sử dụng, chúng có thể giúp Ukraine có thêm lựa chọn đối phó với quân đội Nga, đồng thời bảo vệ những người điều khiển hoạt động ở cách xa tiền tuyến. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã chiếm được Apanosovka, Snagost, Otruba và tiến vào Olgovka ở tỉnh Kerch của Nga vào ngày 18 tháng 8. Ngoài ra, quân đội Nga còn tiến gần các khu định cư Pishchane, Skokne, Mykolaivka, Zaliznyansk, Novozelane ở Nelipivka và New York ở tỉnh Donetsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV ngày 18 tháng 8 cho biết, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến dọc theo toàn bộ đường liên lạc ở tỉnh Kerch của Nga vào ngày 18 tháng 8 và đã đạt được một số tiến bộ về phía đông nam thị trấn Sudza. Các nhà phân tích quân sự báo cáo rằng, các video định vị địa lý được công bố vào ngày 17 tháng 8 cho thấy, quân đội Nga tấn công một xe bọc thép của Ukraine ở phía bắc của Martinovka, phía đông bắc Sudza, cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã tiến tới đó. Một blogger quân sự Nga tuyên bố vào ngày 18 tháng 8 rằng lực lượng Ukraine đã chiếm được Troitskoye, phía nam của Korenevo và cách biên giới khoảng 2 km, và tiến tới Semenovka, phía bắc Sudza và cách biên giới khoảng 24 km. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 17 và ngày 18 tháng 8 cho thấy các lực lượng Ukraine tiếp tục hoạt động trong phạm vi tối đa được tuyên bố là tiến quân của Ukraine ở tỉnh Kerch. Chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng quân đội Nga tiêu diệt xe bọc thép của Ukraine thông qua những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV, pháo binh và không quân. Trong bài viết trên Forbes, chuyên gia quân sự Mỹ David Ace đã đánh giá quân đội Ukraine ở tỉnh Kerch của Nga đang phải đối mặt với thiệt hại về trang thiết bị quân sự nhanh gấp đôi so với chiến tuyến ở Donbass. Thực trạng này đặc biệt đáng chú ý với xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh. Chuyên gia Ace cho rằng quân đội Nga tiêu diệt xe bọc thép của Ukraine thông qua những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV, pháo binh và không quân. Theo ông, có thể xảy ra những tình huống quân đội Ukraine cạn kiệt trang bị nếu các đối tác không cung cấp thêm. Chuyên gia người Mỹ viết rằng Ukraine đặc biệt nhận thức sâu sắc về tình trạng tổn thất trang thiết bị, kể cả xe chiến đấu bọc thép, bánh xích và xe vận tải bánh lốp. Họ đang mất đi những trang bị có giá trị này nhanh gấp đôi so với bình thường. Trước đó ngày 17 tháng 8, thị trưởng Lvov, ông Andrei Sadoviv, đã thừa nhận quân đội Ukraine đã phải gánh chịu những cái giá khủng khiếp cho chiến dịch quân sự ở tỉnh Kerch. Trên trang Facebook cá nhân, quan chức Ukraine cho biết chiến dịch của quân đội Ukraine ở tỉnh Kerch đang phải trả giá đắt. Chúng ta đang cần phải nhận thức rõ ràng tình trạng này. Cũng trong ngày 17 tháng 8, nhật báo New York Times đã dẫn lời quan chức của Mỹ cho biết quân đội Ukraine tiếp tục mất thế trận ở Donbass do Ukraine đã tung lực lượng dự bị vào chiến dịch tấn công Kerch. Trong khi đó, theo RIA Novosti đưa tin ở trong chiến dịch ở Kerch, Kiev chủ yếu sử dụng các thiết bị quân sự mới nhận được từ các nhà tài trợ phương Tây không chỉ trong năm nay mà ngay trước cuộc tấn công. Cụ thể, xe bọc thép Rosel Senator của Canada được giao 10 ngày trước khi VSU phát động chiến dịch. Những chiếc xe bọc thép này được cho là trang bị cho lữ đoàn tấn công đường không số 82 của VSU. Nga vừa công bố hình ảnh hơn 20 binh sĩ Ukraine đầu hàng quân đội nước này tại gần làng Komarovka ở vùng biên giới Kerch. Hãng tin Sputnik dẫn lời một phát ngôn viên quân sự Nga hôm nay, ngày 17 tháng 8 cho biết 24 quân nhân thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 22 của các lực lượng vũ trang Ukraine AFU đầu hàng quân đội Nga một cách có tổ chức gần làng Komarovka ở vùng Kerch. Trước khi đầu hàng, họ đã liên lạc với chúng tôi qua kênh Telegram. Động thái diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tiếp tục chiến dịch đột kích vào Kerch từ ngày 6 tháng 8 và tuyên bố giành quyền kiểm soát hàng chục khu định cư thuộc vùng biên giới nước này. Giao tranh giữa hai bên vẫn đang tiếp diễn trong khu vực. Theo Tổng tư lệnh AFU Oleksandr Sisky,
binh lính Ukraine đã tiến đến gần làng Malanovnia thuộc tỉnh Kherson và hy vọng sẽ bắt giữ thêm tù binh Nga tại đây. Ngược lại, Moscow đã khẳng định quân đội Nga đã chặn đứng đà tiến của đối phương và khiến cho Kiev phải mất hơn 2.800 binh sĩ cùng 41 xe tăng trong nỗ lực tấn công xuyên biên giới. Một cây cầu quan trọng ở vùng Kherson đã bị phá hủy hôm 16 tháng 8. Nga đã cáo buộc quân đội Ukraine đã dùng tên lửa do Mỹ cung cấp để tập kích công trình này. Trong một thông điệp mới đăng tải trên Telegram, Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga viết, lần đầu tiên khu vực Kherson bị tấn công bằng các bệ phóng tên lửa do phương Tây sản xuất, có thể là HIMARS của Mỹ. Kết quả của cuộc tấn công này vào cây cầu bắc qua sông Siem ở quận Gluskovo đã bị phá sập hoàn toàn và những người tình nguyện viên đang hỗ trợ dân thường sơ tán đã thiệt mạng. Báo Pravda đã trích dẫn lời cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp Ukraine cho biết, Moscow đã điều các máy bay chiến đấu oanh tạc các thành phố thủ phủ của Sumy giáp biên giới Nga vào sáng 17 tháng 8. Theo các quan chức Ukraine, 10 xe dân dụng đang đỗ bên đường đã bị bốc cháy. Ngoài ra, nhiều cửa sổ bị vỡ và mặt tiền của các tòa nhà chung cư cùng cơ sở hạ tầng khác ở Sumy cũng bị hư hại trong sự cố. Hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập những thông tin trên. Mới đây, cựu sĩ quan quân đội Stanislav Grapinik đã cảnh báo rằng lực lượng vũ trang của Ukraine có thể gây ra thảm họa hạt nhân, ảnh hưởng đến hầu hết châu Âu nếu họ tấn công nhà máy điện hạt nhân Kherson. Trong một cuộc phỏng vấn với đài RT vào ngày 17 tháng 8, Grapinik đã thảo luận về sự khác biệt giữa bom bẩn và bom hạt nhân. Giải thích rằng mặc dù bom bẩn không có khối lượng tới hạn hoặc vật liệu làm giàu, nhưng nó có thể gây ô nhiễm trên diện rộng nếu rơi vào chất thải hạt nhân. Ông tiếp tục nói rằng nếu hệ thống làm mát trong một nhà máy đang hoạt động bị nhắm mục tiêu, nó sẽ gây ra sự cố tan chảy hạt nhân. Nó có thể dẫn đến sự cố tương tự như những gì xảy ra ở Fukushima hoặc Chernobyl và sẽ ảnh hưởng đến hầu hết châu Âu, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm khi gió thổi về phía Tây Bắc. Grapinik dự báo rằng nếu có đủ bằng chứng về mối đe dọa này, nó sẽ buộc phải có phản ứng rất lớn từ chính phủ Nga vì sự cố tan chảy ở nhà máy Kherson sẽ khiến khu vực này không thể sinh sống được. Cựu sĩ quan quân đội Mỹ nói rằng hậu quả sẽ đi thẳng về phía Tây Bắc vào châu Âu, nó sẽ ảnh hưởng đến Ba Lan, Đức, Đan Mạch. Nhưng rõ ràng là giới lãnh đạo của các quốc gia đó thực sự không quan tâm. Trước đó vào ngày 16 tháng 8, nhà báo quân sự Nga Marat Khairulin đã đưa tin, trích dẫn nguồn tin rằng Kiev đang chuẩn bị kích nổ một quả bom nguyên tử bẩn nhằm vào chất thải hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hoặc nhà máy điện hạt nhân Kherson của Nga. Trong khi nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhzhia, nhà máy lớn nhất ở châu Âu, đã đóng cửa thì nhà máy ở vùng Kherson vẫn đang hoạt động. Bộ Quốc phòng Nga đã phản hồi các báo cáo bằng cách nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra một thảm họa do con người gây ra ở phần châu Âu của lục địa sẽ phải đối mặt với các biện pháp đối phó quân sự và kỹ thuật quân sự cứng rắn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án ngay lập tức các hành động khiêu khích do chế độ Kiev chuẩn bị. Kiev đã phủ nhận các cáo buộc, cả Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đều không giải quyết mối đe dọa này.